Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mình. Là mình Cường đây cho các bạn. Trong clip này mình sẽ chia sẻ cho các bạn là cách dắt móng lấy góc vuông cũng như là cách để canh cái tim trụ đổ bê tông để làm chân trụ cho nhà sàn nha các bạn. Thì như các bạn đã thấy là để xác định được cái góc vuông theo cái giai cước mình căn như thế này thì áp dụng cái công thức toán học là cái định lý Pythagore nha các bạn. Có nghĩa là bình phương độ dài cạnh huyền bằng tổng bình phương độ dài hai cạnh góc vuông. Thì theo toán học là nó như thế. Nếu các bạn biết toán thì các bạn có thể là search trên Google nha. Nhưng mà thực ra là ở đây các bạn không cần phải biết toán mà các bạn chỉ cần là lấy một cạnh 60, 60, một cạnh là 80 và các bạn đo cái cạnh huyền, đo cạnh huyền có nghĩa là cái đáy đối diện góc vuông nha các bạn. Là 1 mét là nó đúng ra góc vuông nha các bạn, thì nó đó là nó đúng với lại cái định lý Pythagore. Rồi hiện tại thì đang mài các cái đồ để chuẩn bị buộc kẽm chân đế nha các bạn. Ở đây trụ đế làm bằng sắt phi 10, Đó. thì nói chung là cái Rất sạch sẽ. khổ của nó là 80 nha các bạn. Đào chân móng là 80, sâu 60 20 đó, luôn không? này đào nói chung là cũng khá là to, tại vì nhà sàn này nó tới 15 mét các bạn, mỗi bên là 6 trụ, là tổng cộng là hết 12 trụ, trong đó là hết 10 trụ chính và 2 trụ phụ nha các bạn. 2 trụ phụ thì làm sắt đổ trụ nó thấp hơn đó. Thì đây mình đã đang rọ sắt, mình đang rọ rồi hết, nói chung là sắt đây phi 12 cùm lại hết nha các bạn. Thì nói chung là một cây một trụ như thế này là 1,6 m, thì đây là cái lỗ mình đã đào sẵn như một cái chân trụ các bạn, nghĩa là sâu 60 nha, còn rộng 80. Và hiện tại thì đang mượn cối về rồi nha các bạn, nhưng mà cối dơ bẩn quá, người ta phụ hồ này lười này, không có chịu vệ sinh cối gì hết, cối đóng tùm lum tà la hết. Rồi ok, nói chung là phần đào rồi xong xuôi, phần làm sắt rồi xong xuôi là chuẩn bị anh em chuẩn bị xuống bê tông nha các bạn. Giờ là bắt đầu trộn, thì nói chung là trộn cũng bình thường thôi. Một bao xi, 8 số cát, 7 số đá, một số 2 số nước. Thì nói chung là cứ trộn đúng một khối này, tại vì khối này có một bao các bạn trộn bê tông đổ thì nó là không cần phải lườm rà màu mè làm gì hết, các bạn cứ đổ vô nó đầy khối là ok nha. Tỷ lệ cát đá 1:2 với xi măng với nước đó. Thì nói chung là trộn bê tông các bạn phải làm cho nó loãng các bạn, đừng có đặc quá, đặc quá thì các bạn đổ nó không có đặc chất lượng nha. Nói chung là đừng có loãng quá mà đừng có đặc quá, nhưng mà phải loãng loãng một xíu đó các bạn ha. Thì nói chung là sau khi mà các bạn đo được cái góc vuông thì đổ cho khỏe vô nhá. các bạn nếu mà các bạn đo một lần thì các bạn tự hao ra cái trụ, ví dụ như trụ đây 20 đúng không, thì mỗi bên các bạn muốn lấy tâm của nó, có nghĩa là mỗi bên là các bạn trừ ra 10 cm, 10 cm. Thì ví dụ như thay vì cái chiều rộng của cái nhà này ví dụ 3,5 m thì các bạn mỗi bên 10 là tăng 20 đó, thành 3,7 m. À, thì các bạn sẽ nới như trước ra, các bạn canh và các bạn khi mà các bạn ráp vô các bạn đặt đúng ngay chỗ cái góc giai cước là nó đúng tâm của cái trụ. Thì nếu mà xây các bạn xây nhà nhà xây thì nó dễ, nhưng mà các bạn làm nhà sàn á, các bạn ở đây là nhà mình đổ trụ tròn, các bạn đổ trụ tròn sau khi mà xong cái trụ bê tông á thì bên trên người ta sẽ gác cái trụ gỗ lên, nên là phải cần đúng cái tâm á. Khi mà thợ mộc người ta tới người ta ráp là phải đúng cái tâm ngay chỗ trụ chứ không có bị lệch, không nó lệch thì rất là khó sửa. Thì đương nhiên là nó cũng có thể lệch một vài phân, thì cái đó là các bạn hoàn toàn là có thể tô trát lại cho nó đều nó đẹp, nhưng mà lệch quá nhiều, ví dụ lệch cả 5-10 phân thì nói chung là nó bay luôn cái trụ, nó hụt ra ngoài thì mất công phải đổ trụ mới nha các bạn. Các bạn thấy là cái đế rất là cứng cáp. Các bạn cứ xuống bê tông mỗi cái lỗ, đây là mình đổ 3 xe rùa, 4 xe rùa tùy vào lỗ sâu lỗ cạn nha. Đổ trước xong đó mình mới bỏ cái chân đế xuống, và sau đó là mình bỏ cái rọ, mình canh theo đúng cái vị trí kích thước, ví dụ như mỗi trụ cách nhau 3,5 m, 3 m gì đó, đúng kích thước nha. Rồi sau đó mới buộc dây thép buộc buộc vô trong cái chân vịt của cái tấm đan bên dưới nha các bạn.
rồi sau đó là canh chuẩn hết rồi, giữ cho nó cân bằng, không giữ cho nó đều, thẳng hàng thẳng lối theo giải cước, thì sau đó là các bạn mới xuống tiếp tục xuống bê tông để cho nó phủ cái phần đế cũng như là phần tổ bên trên. Nói chung là mỗi lỗ này lúc đầu là đổ trước khi xuống đế xuống trụ xuống rọ thì nó là cỡ 3-4 xe ruột, còn sau đó thì cũng 3-4 xe ruột. Nói chung cái một hố này là khoảng từ 6-8 xe rùa các bạn. Nói chung là hố nhỏ nhỏ xíu thì 6 xe 7 xe, hố to thì phải 8 xe rùa. Các bạn thấy là đo dùng cục cục dọi nha, nói chung là mình dùng cục dọi thôi, chúng ta cần cái gì cứ dọi thấy nó vuông góc với mặt đất là ok rồi đó. Vô luôn, đổ luôn, cứ đổ không lo ngại gì hết, tại vì cái chân này nó nằm bên dưới mặt đất ha, sau khi các bạn đổ xong nó hơi cứng thì lắp đất lại nó không có ảnh hưởng gì hết. Nói chung clip hôm nay mình chia sẻ cho các bạn là cái quá trình nhà mình làm móng cũng như là đổ trụ để chuẩn bị gác cái nhà sàn, dựng cái nhà sàn dài 15m nha các bạn, bề ngang là 5m và chiều dài là 15m. Thì nói chung là cái nhà sàn này nó cũng rất là to nên là còn phải đảm bảo cái độ chắc chắn cho cái móng để đảm bảo sau này là thời gian về lâu về dài, ví dụ như 20-30 năm về sau thì nó không có bị lún. Nếu mà sau này không có muốn làm nhà ván nữa thì có thể là chỉnh sửa lại, đổ mê lên trên rồi ở luôn, chứ không cần phải nhà ván các bạn, nên phải làm cái móng trụ cho nó kỹ hơn, giá sắt với lại giá vật liệu này nó còn rất là cao các bạn. Thì đối với các cái trụ thì mình đổ trụ tròn các bạn, tròn thì nó đẹp. Thì nhà mình mua tôn và cứ bó trụ trụ như thế này giống như quấn bánh tét các bạn. Nhưng mà các bạn lưu ý là các bạn phải cột dây cho nó thật chắc nha, đặc biệt là các cái dây bên dưới các bạn cột vừa dày vừa chắc, để khi mà các bạn đổ bê tông từ trên dưới, các bạn nén, các bạn gõ, các bạn dòng thì cái lực ép từ trên dưới nó không có bị xoay cái tấm tôn cũng như là không có bị bung tôn các bạn. Nếu mà các bạn buộc nhà thép mà buộc nó không có chuẩn lắm thì khi mà các bạn đổ bê tông vô trong cái trụ này nó sẽ bị xoay dịch, hoặc là cái chân nó bự hơn cái đầu, hoặc là nó nếu mà nó không có kỹ nữa thì nó bung luôn tấm tôn, nó bung đổ hết hồ ra ngoài, đổ hết bê tông ra ngoài, rất là gây khó khăn những bạn, tốn thời gian nha. Nên các bạn thà làm kỹ ban đầu nha. Quấn 3 vòng định hình, hai cái đầu với lại giữa định hình, còn dưới như quấn mình test thì thôi. Rồi bỏ vô trong cái rọ, trùm cái rọ lại, sau đó là các bạn sẽ quấn liên tục vô, quấn bên dưới lên dày, bên trên thì càng lên trên thì càng thưa. Nói chung là như thế nó mới đáp ứng được nha các bạn. Ok, giờ nhà mình tạm nghỉ nha các bạn, tại vì chỉ có đổ được 4 trụ thôi, không sao đổ tiếp. Nếu các bạn yêu thích nội dung video thì nhấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video nha các bạn. Bye bye.